Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với số cuối cùng của vòng loại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Kính thưa quý vị, cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện. Đây là một sân chơi trí tuệ, bổ ích và lành mạnh nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở nắm vững những kỹ năng cũng như lộ trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, qua đó góp phần hình thành xã hội số gắn kết với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh. Và thưa quý vị, trong mỗi cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số, các đội thi sẽ cùng trải qua 4 phần thi, đó là chào hỏi, sáng tạo số, kỹ năng số và tăng tốc số. Thưa quý vị, ở 5 cuộc thi trước đây thì chương trình cũng đã tìm ra được 5 đội góp mặt trong vòng bán kết và cuộc thi ngày hôm nay cũng chính là cơ hội cuối cùng để cho các đội thi có thể điền tên vào vòng bán kết của chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tranh tài giữa 3 đội đến từ huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và thành phố Hội An. Thưa quý vị, đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thành viên trong ban tổ chức và ban thư ký của cuộc thi. Về dự xem và cổ vũ cho chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và các đơn vị dự thi gồm huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và thành phố Hội An. Và một thành phần rất quan trọng trong mỗi cuộc thi đó là sự hiện diện của các thành viên trong ban giám khảo, những người cầm cân, nảy mực. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nhật Đức, Phó trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Lộc, trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Trương Thái Sơn, trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện của 3 đội thi. Đến từ vùng đất nằm bên sông Thu Bồn với những làng nghề ươm tơ dệt lụa nổi tiếng như Mã Châu, Đông Yên, Thi Lai, đó là đội thi đến từ huyện Duy Xuyên. Đến từ vùng đất nổi tiếng với lễ hội rước cổ Bà Chợ Được với đặc sản khoai lang trà đỏ, xin chào đón đội thi đến từ huyện Thăng Bình. Và thưa quý vị, đến từ đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, xin được chào đón đội thi đến từ thành phố Hội An. Vâng, xin được cảm ơn phần ra mắt vừa rồi của 3 đội thi đến từ Duy Xuyên, Thăng Bình và Hội An.
Thưa quý vị, trong cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 sẽ có tất cả 9 cuộc thi, trong đó có 6 cuộc thi vòng loại, 2 cuộc thi bán kết và 1 cuộc thi chung kết. Và đội nào giành được điểm số cao nhất trong cuộc thi thứ 6 vòng loại cũng là cuộc thi cuối cùng của vòng loại ngày hôm nay sẽ là đội thi giành tấm vé cuối cùng để tiến vào vòng bán kết. Và chúng tôi hy vọng rằng các đội thi ngày hôm nay sẽ thật là bình tĩnh, tự tin, cố gắng và chính xác để có thể giành được chiến thắng cuối cùng và tiến xa hơn trong cuộc thi ngày hôm nay. Và trước khi các đội thi bắt đầu chinh phục những thử thách sắp tới thì xin quý vị hãy dành cho cả 3 đội một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, và bây giờ thì ba đội sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên trong cuộc thi ngày hôm nay với tên gọi Chào Hỏi. Thưa quý vị, ở trong phần thi chào hỏi thì mỗi đội thi sẽ thực hiện một đoạn video clip để giới thiệu về đội thi. Qua đó thì giới thiệu về những đặc trưng của quê hương, lồng ghép với những kết quả và những thông điệp trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương mình. Và ở trong phần thi này thì đội tham gia đầu tiên thì sẽ là đội Duy Xuyên. Ở trong phần thi này thì thời lượng tối đa cho mỗi đoạn video clip sẽ là 3 phút. Và nếu như quá thời gian quy định thì các đội sẽ bị trừ điểm. Điểm số tối đa ở phần thi này là 25 điểm. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi đoạn video clip chào hỏi của đội Duy Xuyên. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện đại, việc thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu nhằm mục tiêu tối ưu hóa hoạt động của các cơ quan hành chính công, tăng hiệu quả, minh bạch và tương tác tốt hơn giữa chính quyền và cộng đồng. Với tinh thần tập trung, quyết liệt trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, huyện Duy Xuyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng thông qua việc thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc, loại bỏ sự cồng kềnh và không cần thiết trong các quy trình hành chính. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian và đơn giản hóa đáng kể nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin và phân công trách nhiệm rõ ràng hơn, đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức. Có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin thủ tục hành chính. Trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ trên 80%. Hơn nữa, việc xây dựng hệ thống thông tin liên kết giữa các cơ quan hành chính cùng nhau đã cải thiện khả năng giám sát, đánh giá và quản lý tình hình huyện một cách hiệu quả hơn. Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức trung tâm điều hành thông minh IOC Duy Xuyên và hệ thống hội nghị truyền hình từ huyện đến cơ sở. 14 trên 14 xã, thị trấn lập dự án và triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông phục vụ chuyển đổi số địa phương, thành lập 78 tổ công nghệ cộng đồng hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Nhà sinh hoạt văn hóa của 78 thôn, khối phố đều được lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí. Hệ thống truyền thanh IP trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNID. Đến nay đã có 10.720 tài khoản đăng ký dịch vụ công mức 1, 12.837 tài khoản đăng ký dịch vụ công mức 2, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Về thương mại điện tử, đã đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn giao dịch thương mại điện tử POSmart, triển khai ứng dụng thuyết minh đa ngôn ngữ bằng mã QR đối với thông tin hiện vận tại Mỹ Sơn, thực hiện ứng dụng quét QR để quảng bá thông tin về các điểm di tích và các điểm du lịch trên địa bàn. Cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là một hành trình mang tính định hướng dài hạn, tiếp tục tối ưu hóa quy trình, tận dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của mọi người. Huyện có thể định hình một tương lai tươi sáng và phát triển bền vững. Tôi, Đoàn Công Giáo, chuyên viên Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên. Tôi, Lê Gia Dân, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Duy Xuyên. Tôi, Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn xã Duy Sơn. Tôi, Lê Thị Lệ, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Duy Phước. Tôi, Trần Thị Đề, công chức văn phòng Hồng Kê xã Duy Nghĩa. Duy Xuyên, cái sức mạnh nói thành công, yeah! Vâng, và đó là lời chào đến từ đội Duy Xuyên.
Thưa quý vị, qua đoạn video clip vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được những hình ảnh của quê hương Duy Xuyên, cùng với đó là những kết quả trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Và chúng tôi cũng muốn hỏi thêm đội Duy Xuyên, đến với cuộc thi ngày hôm nay thì thông điệp mà đội thi mang đến là gì ạ? Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý vị, thì ở địa phương Duy Xuyên thì công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thì luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, và trong thời gian qua thì cũng đã thực hiện triển khai có hiệu quả các nội dung của chương trình chiến lược về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Và đến với cuộc thi lần này thì đội dự thi Duy Xuyên với tinh thần là mong muốn được giao lưu, học hỏi những cái mô hình hay, những cái cách làm hiệu quả của các đơn vị bạn để áp dụng thêm cho Duy Xuyên, tạo nên một cái bức tranh mà có thể sinh động, bền vững và toàn diện hơn. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đội Duy Xuyên với những thông điệp và những mục tiêu rất là ý nghĩa khi đến với cuộc thi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ đến với phần thi chào hỏi của đơn vị Thăng Bình. Là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Quảng Nam, Thăng Bình có lễ hội Cổ Ba Chợ Được mang đậm nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, có di tích cấp quốc gia đặc biệt Phật viện Đông Dương ẩn chứa về một thời huy hoàng của triều đại Champa. Thăng Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra những người con ưu tú cho dân tộc như cụ Tiểu La, Nguyễn Thành và bao anh hùng khác mà tên tuổi của họ đã làm rạng danh cho quê hương và đất nước. Để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nhà thành địa bàn quan trọng trong vùng động lực đông nam của tỉnh Quảng Nam, Thăng Bình đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều cách làm linh động khác nhau, từ vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017 đến năm 2022, Thăng Bình đã thăng hạng vượt bậc, vươn lên đứng thứ 2 toàn tỉnh, trở thành địa phương top đầu về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ hồ sơ giải quyết cho công dân và doanh nghiệp. Đó là kết quả của quá trình thực hiện phương châm chính quyền thân thiện vì dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động huyện Thăng Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Năm 2023, Thăng Bình thí điểm mô hình người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trực tiếp trả lời phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên hệ thống truyền thanh và thực hiện phương án thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, trong đó hạ tầng số được đầu tư với hội nghị truyền hình trực tuyến đến các xã thị trấn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hồi hộp, đã phát huy tối đa hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trung tâm điều hành thông minh AOC của huyện ra mắt là một bước tiến mới, đây được xem là não bộ của mọi thông tin. Nhà làm việc một cửa của huyện được xây dựng mới khang trang, hiện đại, đã góp phần phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính một cách tốt hơn. 106 trên 106 thôn đã ra mắt tổ công nghệ cộng đồng, là nòng cốt trong việc hướng dẫn sử dụng tài khoản VNID, đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Thăng Bình đã triển khai công trình thanh niên gắn mã QR code tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, ra mắt bản đồ số hóa dữ liệu di tích trên địa bàn huyện, cũng như ra mắt chuyên trang quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của huyện Thăng Bình. Dẫu biết rằng công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là không hề dễ dàng, nhưng với chúng tôi, những cán bộ trẻ của huyện Thăng Bình với lòng nhiệt huyết và năng động luôn cố gắng hết mình vì công việc, góp phần đưa công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của huyện Thăng Bình ngày một đạt được những kết quả cao hơn. Thăng Bình quyết tâm thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số vì một cuộc sống tươi đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, đó là lời chào và những thông điệp rất ý nghĩa mà đội Thăng Bình đã gửi đến quý vị trong đoạn clip vừa qua. Và ngày hôm nay thì ở trên sân khấu thì chúng tôi cũng thấy là đội hình của đội Thăng Bình cũng rất là đông đảo. Quý vị, các bạn có thể chia sẻ thêm là ngày hôm nay đến đây thì cả đội đã có sự chuẩn bị như thế nào đối với cuộc thi này? Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các cổ động viên Thăng Bình và đặc biệt là xin chào các đội chơi. Trước hết thì thay mặt cho đội Thăng Bình xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi hết sức bổ ích cho cán bộ toàn tỉnh để cùng trao đổi, chia sẻ với nhau trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đối với Thăng Bình của chúng tôi, những cán bộ trẻ đầy năng động, nhiệt huyết và sáng tạo luôn đi đầu trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến với hội thi lần này, chúng tôi mong muốn đến với tinh thần là học hỏi, giao lưu cùng tiếp thu những kiến thức mà các đội chúng ta đem đến trong hội thi lần này để về phục vụ cho công tác địa phương, góp phần thúc đẩy và làm cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của toàn tỉnh chúng ta phát triển đi lên. Xin trân trọng cảm ơn.
và xin chúc cho cả đội sẽ có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra trước khi đến với cuộc thi ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc này thì chỉ còn lại một đội thi sẽ tham gia vào phần thi chào hỏi. Xin mời quý vị cùng đến với đoạn video clip của đội thành phố Hội An. Và đó là phần thi chào hỏi của đội thành phố Hội An. Và ngày hôm nay đến đây thì chúng tôi thấy là đội thành phố Hội An có một lực lượng cổ động viên rất là đông đảo ạ. Các cổ động viên của đội Hội An đang ở đâu ạ? Vâng, và với sự cổ vũ đông đảo như vậy thì đội Hội An đặt ra mục tiêu như thế nào trong cuộc thi này? Kính thưa ban tổ chức, toàn thể cuộc thi, thì đội Hội An chúng tôi đến cuộc thi lần này với tinh thần vui vẻ, mặc dù là cái hành chính và chuyển đổi số rất là khó khăn, nhưng chúng tôi là tạo tinh thần vui vẻ giao lưu để mà học hỏi, tìm hiểu những kiến thức để tham mưu cho thành phố làm tốt hơn trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số sau này. Xin cảm ơn. Vâng, và chúc cho đội Hội An sẽ có thể là thành công trong cuộc thi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như vậy là cả ba đội thi đã gửi những lời chào đến quý vị khán giả cũng như những đội thi trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời phần đánh giá và cho điểm từ phía ban giám khảo. Thay mặt ban giám khảo xin chúc mừng ba đội thi. Trong một thời gian rất ngắn nhưng mà các đội thi cũng đã xây dựng những clip, có những clip rất là hay, chỉnh chu và để tham dự cái cuộc thi hôm nay. Thì về cái đánh giá về các cái phần thi của ba đội ấy, thì như thế này. Đối với đội Duy Xuyên với Thân Bình ấy, thì chúng ta sử dụng những hình ảnh rất là đẹp, chỉnh chu và có ý nghĩa cùng với âm nhạc để thể hiện được cho kết quả những mô hình hay, cách làm hay trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đối với đội Duy Xuyên thì cái kết cấu giữa các phần là rất là hợp lý. Chúng ta chuyển tải được rất nhiều nội dung mà theo thể lệ ban tổ chức đã đề ra. Đối với đội Tân Bình thì cái phần cũng tương tự như đội Duy Xuyên và có cái phần giới thiệu đội thi tuy ngắn nhưng mà nó rất sinh động và ý nghĩa.
Đối với Hội An thì chỉ sử dụng âm nhạc và hình ảnh để giới thiệu về các thành viên đầu thi và những cái kết quả thông điệp trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên rất tiếc là các bạn kỳ chữ nhiều quá. Bởi vì cái chầu hỏa thì chúng ta nên tận dụng cái lợi thế của những hình ảnh, nó thể hiện được cái kết quả trong cải cách hành chính và những cái hình ảnh mà nó thể hiện được cái chuyển đổi số ở cái địa bàn rất là sâu động như Hội An thì nó sẽ hay hơn. Và cái clip của Hội An cũng dành quá nhiều cái thời lượng để giới thiệu cái đầu thi, cái thành viên đầu thi và những ở trên đây là sau này nếu không ấy thì cũng rút kinh nghiệm lại. Về kết quả thì ban giám khảo đã thảo luận và thống nhất thì cho điểm như thế này ạ. Đậu Hữu An thì được 21 điểm. Xin chúc mừng đội Thanh Bình và đội Duy Xuyên, chúng ta có cùng 24 điểm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần nhận xét, đánh giá và cho điểm từ ban giám khảo. Và như vậy sau phần thi đầu tiên thì các đội thi cũng đã ghi được những điểm số cho riêng mình. Cụ thể ở trong phần thi chào hỏi vừa rồi thì đội Hội An đã ghi được 21 điểm. Đội Thăng Bình ghi được 24 điểm. Và đội Duy Xuyên cũng ghi được 24 điểm. Xin chúc mừng cả ba đội thi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời các đội thi sẽ xuống bên dưới để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, phần thi sáng tạo số. Thưa quý vị, trải qua phần thi chào hỏi, cả ba đội thi đã ghi được những điểm số đầu tiên trong cuộc thi ngày hôm nay và hy vọng điều này cũng sẽ tiếp thêm sự tự tin để các đội thi chinh phục phần thi tiếp theo, phần thi mang tên sáng tạo số. Thưa quý vị, phần thi sáng tạo số là nơi mà các đội thi Duy Xuyên, Thăng Bình và Hội An sẽ trình bày về một mô hình hoặc một cách làm hay sáng tạo cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Và sau đây là thể lệ của phần thi sáng tạo số. Ở phần thi này, mỗi đội cử một thành viên thuyết trình về một mô hình hoặc cách làm hay, hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thời gian tối đa là 6 phút. Đội nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Khuyến khích thí sinh thuyết trình kèm minh họa bằng tranh ảnh, diễn xuất phù họa để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn. Thang điểm tối đa của phần thi này là 20 điểm. Thưa quý vị, ở trong phần thi này thì thời gian tối đa để các đội trình bày là 6 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Và điểm số tối đa ở phần thi sáng tạo số là 20 điểm. Thứ tự dự thi của các đội trong phần thi này như sau. Đội thi đầu tiên sẽ là đội Thăng Bình, tiếp theo là đội Hội An và thứ ba là đội Duy Xuyên. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đại diện của đội Thăng Bình sẽ tiếp quản sân khấu và trình bày phần thi của mình. Kính thưa ban giám khảo hội thi cùng tất cả các đồng chí về tham dự hội thi hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả các đồng chí lời kính chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với phần thi sáng tạo số, đơn vị huyện Thăng Bình xin kính gửi đến chuyên đề Thăng Bình số hóa địa chỉ đỏ. Kính thưa tất cả các đồng chí, Thăng Bình được biết đến là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần đưa những địa danh của quê hương đến gần hơn với nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế, là hướng đi mà Thăng Bình chúng tôi đang hướng đến. Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, chúng tôi đã triển khai nhiều phần việc liên quan, trong đó kể đến việc chúng tôi đã gắn mã QR code đến bản đồ số hóa địa chỉ đỏ huyện Thăng Bình. Hiện nay trên địa bàn huyện Thăng Bình có một di tích cấp quốc gia đặc biệt, một di tích lịch sử cấp quốc gia, 36 di tích lịch sử cấp tỉnh, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và rất nhiều di tích lịch sử văn hóa khác đang trong quá trình hoàn thành các hồ sơ thủ tục để đề nghị các cấp xếp hạng. Kính thưa tất cả các đồng chí, mỗi địa chỉ đỏ là một sự kiện lịch sử, một chiến tích oai hùng của quân và dân Thăng Bình mà mỗi người trẻ như chúng tôi khi đặt chân đến không khỏi bồi hồi xúc động, xen lẫn niềm tự hào đáng kính. Lịch sử thì chỉ có một và cần được lưu giữ, truyền bá.
Đến với di tích, được nghe kể về lịch sử trên chính chiếc điện thoại của mình. Tại sao không? Tại sao chúng ta lại không thể tận dụng một trong những phương tiện gần gũi với chúng ta nhất để có thể truy cập tìm kiếm những thông tin có ý nghĩa lịch sử to lớn và cung cấp cho chúng ta một nguồn kiến thức vô cùng phong phú và bổ ích? Vào đầu năm 2023, chúng tôi đã thực hiện gắn mã QR code tại 3 di tích lịch sử cấp tỉnh thuộc đơn vị xã Bình Lãnh, đó chính là Đình Hiền Lộc, nhà bà Ung Thị Du và Vườn Vông. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cùng với thao tác quét mã QR thì tất cả những thông tin về địa danh mà chúng ta đang đứng sẽ hiện ra ngay trước mắt của chúng ta. Đặc biệt hơn là chúng tôi đã cho thu âm nội dung thuyết minh, sau đó tích hợp thành dữ liệu số và tích hợp thành mã QR. Từ đây, du khách đến với Thăng Bình, đến tham quan các địa danh không chỉ được nghe kể mà còn được ngắm nhìn, quan sát trực tiếp một cách sinh động và chân thật nhất về các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thăng Bình của chúng tôi. Không dừng lại ở đó, vào tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã cho ra mắt công trình thanh niên bản đồ số hóa địa chỉ đỏ huyện Thăng Bình tại địa chỉ website http://địa-chỉ-đỏ.tuitre-thangbinh.vn, và tất cả mọi người trên thế giới Việt Nam này có thể truy cập vào đường link đó để tìm hiểu những thông tin về di tích trên địa bàn huyện Thăng Bình của chúng tôi. Bản đồ này sẽ cung cấp cho người dân cũng như du khách trong và ngoài nước về một cảm nhận, một trải nghiệm mới mẻ nhất, giáo dục được truyền thống ý nghĩa tình yêu quê hương đất nước cho đoàn viên thanh niên, người dân và du khách khi đến với Thăng Bình. Kính thưa tất cả các đồng chí, tính đến nay trên địa bàn huyện Thăng Bình đã có 22 địa chỉ đỏ được số hóa tích hợp mã QR phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm, truy cứu thông tin, phục vụ nhu cầu của du khách. Như vậy, Thăng Bình đã số hóa địa chỉ đỏ trên 3 phương thức. Một là tích hợp mã QR gắn tại chính địa điểm các di tích đó. Hai là tích hợp tất cả các sản phẩm thành một mã QR tổng hợp tại cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực công cộng, địa bàn dân cư trên địa bàn huyện Thăng Bình. Ba là gắn tất cả các địa điểm đã số hóa địa chỉ đỏ lên trên bản đồ. Vâng, kính thưa các đồng chí, chúng tôi có thể khẳng định rằng số hóa địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động sáng tạo số góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử của quê hương, bởi vì số hóa địa chỉ đỏ được coi là bước đột phá quan trọng trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị di tích lịch sử của quê hương. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được kinh phí trong công tác tuyên truyền trực quan và quảng bá về di tích, đồng thời thể hiện được tính tiên phong, sáng tạo, đổi mới trong công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thúc đẩy, góp phần phát đẩy du lịch thông minh trên địa bàn huyện Thăng Bình. Một trong những ưu điểm chính của bản đồ số hóa địa chỉ đỏ, đó chính là tính linh hoạt, tiện dụng và rất phù hợp với xu thế thời đại. Việc chuyển hóa những thông tin dữ liệu của di tích bằng những hình ảnh trực quan sinh động kèm với những nội dung thuyết minh đa dạng và phong phú sẽ góp phần tạo nên sự hấp dẫn, kích thích thị hiếu và nhu cầu tìm kiếm của các bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước khi hướng về Thăng Bình của chúng tôi. Việc gắn mã QR code sẽ đang và sẽ tiếp tục giúp cho du khách tiết kiệm được chi phí trung gian về thuê hướng dẫn viên du lịch. Và đồng thời qua đó, sau khi quét mã QR thì du khách có thể trực tiếp chia sẻ thông tin cho người thân và bạn bè ở phương xa cùng nhau tìm hiểu, khám phá mà không cần phải chi thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Kính thưa tất cả các đồng chí, và sau đây, để góp phần phát triển du lịch thông minh trên địa bàn huyện Thăng Bình thì chúng tôi sẽ tiếp tục số hóa làng nghề, số hóa tên đường và hình thành nên bản đồ du lịch huyện Thăng Bình. Với mô hình này, chúng tôi đã góp phần giáo dục được truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ và những người con quê hương Thăng Bình đang sinh sống làm việc ở nơi xa để hướng về cội nguồn quê hương với những tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương của mình. Và các đồng chí lãnh đạo kinh qua của địa bàn huyện Thăng Bình cũng rất hài lòng và tâm đắc với mô hình này của chúng tôi đã triển khai thực hiện. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, nếu có dịp, chúng tôi mong muốn được mời tất cả các đồng chí, quý vị và các bạn ghé thăm quê hương Thăng Bình của chúng tôi để có cơ hội tham quan, khám phá và trải nghiệm những mô hình cải cách hành chính, những ứng dụng chuyển đổi số, sáng tạo số mà Thăng Bình của chúng tôi đã triển khai thực hiện tích cực trong thời gian qua, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Và phần trình bày của tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin chúc mừng đội thi Thăng Bình đã hoàn thành phần thi sáng tạo số với mô hình số hóa địa chỉ đỏ. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đại diện của đơn vị Hội An sẽ tiếp quản sân khấu và tham gia vào phần thi sáng tạo số. Xin một tràng pháo tay cho đơn vị Hội An. Trước hết xin được gửi đến
Các quý vị trong ban giám khảo, tất cả hội trường lời chào đến từ đội thi của thành phố Hội An. Và sau đây tôi xin đại diện cho đội thi của thành phố Hội An sẽ trình bày phần thi thuyết trình của đội Hội An. Kính thưa tất cả quý vị, Hội An là đô thị loại 3, thành phố đô thị loại 3, có diện tích tự nhiên 63,55 km2, dân số thì khoảng 100.000 người. Thành phố có 9 phường và 4 xã với 54 thôn khối phố. Và tuy là một thành phố nhỏ nhưng mà Hội An đã có khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và có cù lao Chàm Hội An là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Và hiện nay Hội An cũng đã nộp hồ sơ để gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Và thời gian qua thì căn cứ thực hiện vào các cái chủ trương định hướng của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh cùng với chiến lược xây dựng Hội An theo định hướng thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch thì Hội An cũng xác định xây dựng đô thị thông minh, xác định xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Và phương châm thực hiện chuyển đổi số của Hội An đó là nắm bắt cơ hội từ 4.0, đi cùng bắt kịp vươn lên. Thực hiện các cái văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố, của tỉnh về các cái nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số và cải cách hành chính thì Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An gắn với chuyển đổi số, gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó thì cũng hàng năm thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là các cơ quan, đơn vị, ban ngành và các địa phương cũng ban hành các cái kế hoạch để triển khai thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Có thể nói thời gian qua thì Hội An đã tích cực đẩy mạnh và tích cực triển khai các cái nền tảng hạ tầng dữ liệu liên quan đến chuyển đổi số về kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Hội An cũng đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, đưa các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến. Đồng thời bên cạnh đó thì một số kết quả nổi bật có thể được thể hiện qua là Hội An đã đến nay thì cái hệ thống mạng băng thông rộng thì đã phủ hết các 100% xã phường. Thành phố cũng đã đưa vào sử dụng trung tâm điều hành thông minh, trung tâm giám sát camera an ninh, trung tâm điều hành camera an ninh, giám sát về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì tại 54 trên 54 thôn khối phố cũng đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng với 276 thành viên. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các xã phường thì cũng đã được triển khai các cái camera, hệ thống camera giám sát. Về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính thì hiện nay ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều các mô hình như là mô hình ngày giải quyết thủ tục hành chính không hạn, fanpage trên mạng xã hội Facebook để tương tác giữa chính quyền và người dân, và cũng như là các cái tổ công nghệ cộng đồng đồng hành với người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và niêm yết các cái thủ tục hành chính bằng mã QR. Thì trong giai đoạn 2023 đến 2025 thì Hội An cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái mô hình mới như là mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, mô hình người dân đồng hành cùng với chính quyền trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, các cái mô hình khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công thông qua mã QR trên mạng xã hội Zalo, hay là mô hình hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân. Và qua đó các cái mô hình này thì sẽ góp phần xây dựng một cái chính quyền phục vụ, tạo dựng thương hiệu chính quyền thân thiện để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân, tổ chức ngày một tốt hơn. Và một trong những lĩnh vực quan tâm hiện nay tại Hội An đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Thì như chúng ta đã biết là Hội An có thể nói là một trong những trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam, của khu vực miền Trung và của cả nước.
thì nền kinh lĩnh vực du lịch dịch vụ có thể nói là xương sống trong trụ cột kinh tế của thành phố Hội An. Vì vậy mà thành phố Hội An đã chú trọng đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Thì thời gian qua thì Hội An cũng đã nỗ lực ứng dụng các nền tảng số để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Hội An, các cái điểm đến về quảng bá về văn hóa, về ẩm thực, về các nhà hàng, khách sạn, các cái điểm tham quan trên địa bàn thành phố. Và một trong cái thời điểm đại dịch Covid-19, khi sau khi đại dịch Covid-19 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì cái hoạt động trò chơi dân gian bài chòi ở Hội An thì trước đó là rất là thu hút du khách tham gia, nhưng mà do ảnh hưởng của dịch thì không thể tổ chức trực tiếp được, thì chúng tôi cũng đã có hình thức đó là tổ chức bài chòi, chơi bài chòi trực tuyến, thì cũng đã thu hút được cái sự tương tác của rất là nhiều khán giả ở khắp mọi nơi trên trên đất nước Việt Nam cũng như là du khách nước ngoài quốc tế. Bên cạnh đó thì Hội An cũng đang hoàn thiện dần cái cơ sở dữ liệu du lịch Hội An trên cái nền tảng du lịch thông minh của tỉnh Quảng Nam. Tại các cái điểm bảo tàng của Hội An thì đã cũng được ứng dụng cái thuyết minh tự động tại các điểm bảo tàng. Và hiện nay Hội An cũng đã thiết lập một cái nền tảng du lịch ảo của Hội An trên nền tảng Beaverse để giúp du khách có thể tham quan các điểm đến ở Hội An trên môi trường ảo nhưng mà rất là chân thực và sống động. Và Hội An cũng đã xây dựng không gian 360 space trên Beaverse World để kết nối với cái lượng truy cập vào vũ trụ nền tảng vũ trụ ảo. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai cái đề án số hóa vé tham quan phố cổ Hội An và triển khai dự án phòng cháy chữa cháy thông minh tại khu phố cổ. Và đến năm 2025 thì Hội An cũng đặt mục tiêu là tất cả các điểm đến tham quan sẽ áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Thưa quý vị, chuyển đổi số có thể nói là một xu thế tất yếu, là đòi hỏi khách quan của thực tế hiện nay và tất cả chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Và những cái giá trị mà chuyển đổi số nó mang lại cho chúng ta là rõ ràng là rất là hữu hiệu và thiết thực. Và ngày hôm nay, đội thi Hội An chia sẻ đến tất cả chúng ta câu chuyện về chuyển đổi số tại Hội An, và hy vọng là với quyết tâm và cái nỗ lực của tất cả chúng ta thì tin rằng thì cái công cuộc chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính sẽ là thực hiện tốt hơn và đem lại hiệu quả thiết thực hơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung, trong đó có thành phố Hội An. Và phần thi thuyết trình của đội Hội An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn. Xin chúc phần thi thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng đội thi Hội An đã hoàn thành phần thi sáng tạo số với rất nhiều những giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực du lịch tại địa phương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi sáng tạo số của đội Duy Xuyên. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đội Duy Xuyên. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý vị. Tôi là Hồng Nhung, đại diện cho đội thi huyện Duy Xuyên tham gia phần thi sáng tạo số với mô hình tổ thanh niên số. Kính thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số và cải cách hành chính là một khái niệm được phổ cập, truyền thông rộng rãi trên khắp các tuyến đường, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như tài liệu phổ cập của chính phủ. Tuy nhiên, đối với đa số chúng ta, đây là khái niệm còn mơ hồ trong ý nghĩa và cách thức thực hiện. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu một số khía cạnh để có thể hiểu thêm về nó, cụ thể là nội dung và các mô hình hay trong chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương Duy Xuyên. Kính thưa quý vị, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi toàn diện và đồng bộ của cá nhân, tổ chức thông qua cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Cải cách hành chính là một chủ trương công cuộc mang tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ký ban hành nghị quyết số 76 NQ-CB ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, bao gồm 6 nội dung là 1. Cải cách thể chế, 2. Cải cách thủ tục hành chính, 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, 4. Cải cách chế độ dịch vụ công, cải cách chế độ công vụ, 6. Cải cách tài chính công và xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Đặc biệt, năm 2023 là năm Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, bám sát trọng tâm công tác. Các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện đã đẩy mạnh áp dụng các
công trình phân biệt mang đậm tính sáng tạo, phát huy vai trò thế mạnh của tuổi trẻ trong chuyển đổi số. Đặc biệt, trong đó tiêu biểu là mô hình tổ thanh niên số. Phát huy được vai trò thế mạnh của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên là đội ngũ trẻ để tuyên truyền vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày. Bắt đầu từ những phần việc đơn giản như cài đặt các app thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, đến mua sắm, đặt vé xe, thanh toán các ứng hóa đơn trên ứng dụng điện thoại. Tại mỗi cơ sở đoàn, thành lập từ 5 đến 8 tổ thanh niên số, mỗi tổ gồm 3 đến 5 người, gồm bí thư chi đoàn, các đoàn viên thanh niên am hiểu công nghệ số. Tích cực phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, cài đặt các ứng dụng VNEID, VSSID và các app thanh toán điện tử, góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện. Và theo Bộ Thông tin Truyền thông, chuyển đổi số là quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy và nhận thức để công cuộc chuyển đổi số của quốc gia trở nên gần gũi và thiết thực hơn với bà con nhân dân. Thì tổ thành viên tổ thanh niên số phối hợp với công an trên địa bàn huyện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn hỗ trợ bà con cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNEID, vừa thực hiện cài đặt, vừa làm công tác tuyên truyền để bà con cùng hiểu và nắm rõ chủ trương của nhà nước. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, đã có hơn 9.000 tài khoản đã được kích hoạt và tính đến ngày 24 tháng 9, có hơn 50.000 tài khoản định danh điện tử đăng ký được kích hoạt. Ngoài ra, các tổ thanh niên số còn đến từng thôn, từng tổ đoàn kết để hướng dẫn người dân cài và sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Đến nay đã có 10.720 tài khoản dịch vụ công mức 1 và 12.837 tài khoản dịch vụ công mức 2. Một mô hình hay đang được triển khai tại các cơ sở đoàn, đó là ngày thứ tư tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi tuần sẽ có một tổ thanh niên số hỗ trợ người dân nhập hồ sơ dịch vụ công tại các nhà văn hóa thôn, bộ phận một cửa của mỗi địa phương với phương châm mỗi hộ gia đình một tài khoản dịch vụ công, mọi người dân đều hiểu về chuyển đổi số. Nắm bắt tình hình đó, các tổ thanh niên số đã tuyên truyền hỗ trợ người dân cùng hiểu và thực hiện chuyển đổi số, phát huy được tinh thần tiên phong xung kích của tuổi trẻ. Kính thưa quý vị, hành trình chuyển đổi số là một hành trình không phải đích đến, và theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là câu chuyện nghĩ thật to nhưng bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Chúng ta, những cán bộ làm trong cơ quan chính quyền nhà nước, phải hiểu hơn ai hết những điều đơn giản nhất đó là gì để bắt đầu và cùng thực hiện, cùng lan tỏa đến cộng đồng. Hành trình chuyển đổi số có lẽ còn dài, nhưng với sự quyết tâm của chính phủ, sự nhạy bén của thế hệ, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục được và làm được. Trên đây là phần trình bày của đội Duy Xuyên trong phần thi sáng tạo số. Cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức và quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chúc mừng đội Duy Xuyên đã hoàn thành phần thi sáng tạo số với mô hình tổ thanh niên số. Và phần thi của đội Duy Xuyên cũng đã khép lại phần thi sáng tạo số của ba đội ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian để ban giám khảo có thể thảo luận và cho điểm các đội thi. Và trong thời gian đó thì mỗi đội hãy cử 3 thành viên để tham gia vào phần thi tiếp theo, phần thi kỹ năng số. Và chúng tôi cũng xin mời 3 thành viên vừa thể hiện phần thi sáng tạo số sẽ tiến về giữa sân khấu để nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những nhận xét, đánh giá và phần cho điểm của 3 đội thi đến từ ban giám khảo. Xin chúc mừng 3 đội thi đã hoàn thành xuất sắc cái bài thuyết trình trong cái phần thi sáng tạo số. Các bạn đã có một cái bài trình bày rất là tự tin và ấn tượng đến người xem. Nhìn chung trong buổi thi hôm nay thì ba đội chúng ta cũng đã có một cái sự cố gắng trong cái việc mà trình bày các cái phần thi của mình, bài thi của mình. Đi nhận xét cụ thể từng đội thì tôi có cái nhận xét như sau. Thứ nhất là đội Thân Bình. Đội Thân Bình phải nói rằng là bạn có một cái cách trình bày, một phong thái rất là tự tin, rất là cuốn hút. Cả cái trường quay đều cuốn hút theo cái bài thuyết trình của bạn, đi theo cái địa chỉ bản đồ số của cái địa chỉ đó mà bạn trình bày rất là hay. Trong đó bạn đã trình bày chọn
ưu tiên lựa chọn một cái mô hình hay tại địa phương và có cách giới thiệu rất là hay về cái vấn đề này, là người nghe được nghe theo, cuốn hút theo những cái nội dung trong cái từng cái bản đồ số của cái địa chỉ đó. Phần trình bày của bạn rất là ấn tượng. Đối với thành phố đô thị của thành phố Hội An á, thì đối với Hội An là một địa phương thực hiện cái việc cải cách hành chính và chuyển đổi số rất là tốt. Chuyển đổi số Hội An rất là nhiều nội dung để thực hiện. Thì thể hiện trong cái bài trình bày của bạn là rất là nhiều nội dung. Tuy nhiên là bạn đi nhiều nội dung quá, không lựa chọn được một cái mô hình nào đặc sắc để mà mình tập trung vào. Mình tập trung vào cái vấn đề đó để mình nói tốt lên được cái vấn đề về cái mô hình đó. Bởi vì trong cái thể lệ là giới thiệu một cái mô hình hay hay là một cách làm hay để mà giới thiệu. Như vậy trong này thì trong bài thuyết trình thì bạn đi rất là nhiều mô hình, nhưng mà cái mình chưa lựa chọn được cái mô hình nào thật là đặc sắc để mình giới thiệu đến cho mọi người. Và học cái phần trình bày về cái phần thuyết trình và cái phần slide của bạn thì nó cũng chưa được khớp với nhau. Ví dụ như mình đang nói đến một nội dung gì thì cái hình ảnh trong đó mình hiện lên để mà mình minh họa cho cái bài thuyết trình của mình thì nó sẽ ấn tượng hơn. Và đặc biệt là Hội An thì bạn lại bị quá giờ nữa. Mình ham đi nhiều quá, mình sa đà nhiều nội dung quá, cuối cùng là bị quá giờ. Đối với Duy Xuyên thì bạn cũng tập trung vào một cái mô hình là thanh niên số, thì cũng đã giới thiệu được những cái hoạt động của cái tổ thanh niên số, trong các công tác là tuyên truyền hướng dẫn người dân triển khai các cái ứng dụng công nghệ số, rồi đưa lên những cái kết quả của cái hoạt động của cái mô hình của cái tổ thanh niên số này. Đặc biệt là có cái mô hình ngày thứ tư tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, làm sao mà mỗi hộ gia đình có một cái tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thì cái mô hình đó cũng rất là hay và cần được nhân rộng. Về đối với Duy Xuyên thì cũng rất là ấn tượng. Tuy nhiên là cách thuyết trình của bạn thì nó cũng chưa được tự tin lắm, cố gắng học thuộc quá, cho nên mình cứ nhìn trên slide của mình và mình diễn giải ra thì nó sẽ hay hơn. Và cũng khuyến khích các bạn rằng chúng ta nên chọn một cái mô hình hay nào đó để mà tập trung nói về nó. Nếu như các bạn được lọt vào cái vòng trong thì cái bài nói của mình nó sẽ ấn tượng hơn. Ví dụ như Thăng Bình chẳng hạn. Đó là cái cách mà chúng ta thể hiện cái bài thuyết trình mà nó hay và nó đến với người xem hơn. Về chấm điểm thì cũng xin chúc mừng ba đội và ban giám khảo quyết định đội Thăng Bình chúng ta đạt điểm tối đa là 20 điểm. Xin Hội An thì là 16 điểm và Duy Xuyên là 18 điểm. Xin chúc mừng cả ba đội. Xin cảm ơn những phần nhận xét, đánh giá và cho điểm từ ban giám khảo. Thưa quý vị, như vậy là qua phần thi sáng tạo số vừa rồi thì các đội thi cũng đã có thêm những điểm số. Và cụ thể thì trong phần thi vừa rồi, đội Hội An đã có thêm 16 điểm. Đội Duy Xuyên có thêm 18 điểm. Và đội Thăng Bình đã đạt điểm tối đa trong phần thi này, 20 điểm. Và tổng kết sau hai phần thi đầu tiên thì điểm số của các đội thi như sau. Hiện nay thì đội Hội An đang có 37 điểm. Đội Thăng Bình đang có 44 điểm. Và đội Duy Xuyên đang có 42 điểm. Và điểm số của các đội thi rất là sát nhau. Điều này cũng hứa hẹn những phần thi tiếp theo sẽ rất là kịch tính và hấp dẫn. Và trước mắt các đội lúc này sẽ là phần thi mang tên Kỹ năng số. Sau đây là thể lệ phần thi Kỹ năng số. Phần thi có 4 gói câu hỏi được đánh số thứ tự 1 đến 4. Mỗi gói bao gồm 10 câu hỏi. Trong vòng 120 giây, ba thành viên bộ đội trả lời 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Đội thi trả lời hết thời gian hoặc hết gói câu hỏi. Vừa rồi là thể lệ của phần thi kỹ năng số. Trong phần thi này thì các đội thi sẽ được lựa chọn các gói câu hỏi. Mỗi gói sẽ gồm có 10 câu và các đội có 120 giây để vượt qua 10 câu hỏi đó. Mỗi câu trả lời đúng mang về cho các đội 10 điểm và chúc cho các đội thi có thể giành được những điểm số thật cao ở trong phần thi này. Thứ tự thi ở trong phần thi này như sau.
Đầu tiên sẽ là đội Hội An, tiếp theo là đội Thăng Bình và thứ ba là đội Duy Xuyên. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đội Hội An lựa chọn gói câu hỏi. Đội chúng tôi xin lựa chọn gói câu hỏi là câu số 3. Đội Hội An đã lựa chọn gói câu hỏi số 3 và chúc cho đội Hội An sẽ chinh phục thành công gói câu hỏi này. Thời gian dành cho đội Hội An bắt đầu. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt bao nhiêu phần trăm? 50. Bao nhiêu ạ? 50. Chưa chính xác, 100%. Chuyển đổi số quốc gia gồm bao nhiêu cấu phần chính? 3. Chính xác. Kế hoạch số 1879 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, có ít nhất bao nhiêu phần trăm xã có các hợp tác xã? 100%. Chưa chính xác, 70%. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán ngân 80. Hàng. 80. Bao nhiêu ạ? 80. 80, chính xác. Nghị định số 42 của Thủ tướng Chính phủ, xin đổi nghị định số 42 thành, của Chính phủ. Tên tỉnh thành .gov.vn. Chính xác. Nghị định số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 30. Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu ạ? 20. 20%, chính xác. Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy định hướng đến năm 2030, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm bao nhiêu tỉnh thành phố đứng đầu cả nước? 20. Chưa chính xác, 5 tỉnh thành phố. Theo nghị quyết số 76 của Chính phủ, đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã 100%. Có trình độ. Chính xác. Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 30. Chính xác. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử? 70. Chưa chính xác, là 50 nước dẫn đầu. Và như vậy là Hội An đã hoàn thành gói câu hỏi của mình và giành được thêm 60 điểm. Xin chúc mừng đội Hội An. Bây giờ chúng tôi xin mời đội Thăng Bình tiếp tục lựa chọn gói câu hỏi. Thăng Bình xin gọi chọn gói câu hỏi số 2 ạ. Đội Thăng Bình đã lựa chọn gói câu hỏi số 2. Và cả đội hãy tận dụng thật tốt thời gian để vượt qua những thử thách trong gói câu hỏi này. Thời gian dành cho đội Thăng Bình bắt đầu. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục 30. Tiêu cơ bản. 30. Chính xác ạ. Trong môi trường số, các thiết bị tính toán giao tiếp với nhau bằng tín hiệu số biểu diễn dưới dạng tín hiệu nhị phân là 01. Các số nào? 01. Chính xác. Kế hoạch số 1879 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý các cấp 100%. Chính xác. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, phấn đấu năng suất lao động hàng năm 8. Tăng tối thiểu 8. Chính xác. Nghị định số 42 của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã sử dụng tên miền cấp tên năm phường có xã chấm tên quận huyện chấm tên tỉnh thành chấm gov.vn. Chính xác. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt bao nhiêu phần trăm? 70. Chưa chính xác, trên 80%. Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy đến năm 2025, số hóa bao nhiêu phần trăm kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại của tỉnh? 100%. Chính xác. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm bao nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc? Thứ tư ạ. Bốn nước dẫn đầu, chính xác. Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025, thời gian chờ đợi của người dân? Bao nhiêu ạ? 15 phút. Tối đa 15 phút một giao dịch, chính xác. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025? 100% là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và như vậy là đội Thăng Bình đã ghi được 9 câu trả lời đúng tương ứng với 90 điểm. Chúc mừng đội Thăng Bình. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là đội thứ 3 tham gia vào phần thi này. Chúng tôi xin mời lượt lựa chọn của đội Duy Xuyên. Đội chúng tôi sẽ chọn gói câu hỏi số 1. Đội Duy Xuyên lựa chọn gói câu hỏi số 1 và chúc đội Duy Xuyên sẽ thành công với gói câu hỏi này. Thời gian dành cho đội Duy Xuyên bắt đầu. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên bao nhiêu phần trăm? 80%. Chưa chính xác, 90%. Mức chi cho chuyển đổi số trung bình của Việt Nam hiện đang là bao nhiêu phần trăm? 10%.
Chưa chính xác 0,3%. Kế hoạch số 1879 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, huyện nông thôn mới nâng cao có ít nhất bao nhiêu? 3 mô hình chính xác. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ 70. Bản. Bao nhiêu ạ? 70. Chính xác. Nghị định số 47 của Chính phủ, đơn vị nào chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành cổng dữ liệu quốc gia? Chính phủ. Chưa chính xác, Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có bao nhiêu mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2030? Bốn. Chưa chính xác, 3 mục tiêu. Nghị quyết số 76 của Chính phủ đến năm 2025, tỷ lệ cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia đạt bao nhiêu phần trăm? 100%. Chính xác. Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ, hai cơ quan nào chủ trì thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu số sức khỏe điện tử? Bộ Công an và Bộ Y tế. Chính xác. Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế số? 6. Chưa chính xác, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm quốc gia về phát triển hạ tầng số gồm bao nhiêu nhóm nội dung chính? 6. Chưa chính xác, gồm có 2 nhóm nội dung chính mới là đáp án trong câu hỏi này. Và như vậy là đội Duy Xuyên đã khép lại gói câu hỏi của mình và đã có thêm 40 điểm. Xin chúc mừng đội Duy Xuyên. Thưa quý vị, như vậy là cả 3 đội thi đã rất nhanh chóng chinh phục phần thi kỹ năng số. Và ở trong phần thi này thì các đội thi cũng đã thu về cho mình những điểm số như sau. Trong phần thi này thì đội Duy Xuyên đã có thêm 40 điểm. Đội Thăng Bình có thêm 90 điểm. Và đội Hội An có thêm 60 điểm. Như vậy là sau 3 phần thi thì điểm số của các đội như sau. Hiện nay thì đội Duy Xuyên đang có 82 điểm. Đội Hội An có 97 điểm. Và đang tạm dẫn đầu là đội Thăng Bình với 134 điểm. Thưa quý vị, trước mắt các đội thi lúc này sẽ là phần thi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Phần thi mang tên Tăng Tốc Số. Sau đây là thể lệ phần thi Tăng Tốc Số. Phần thi có 8 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án A, B, C, D, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Nội dung câu hỏi thuộc các lĩnh vực về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Mỗi đội có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Các đội thảo luận và cùng trả lời bằng máy tính. Đội trả lời đúng đầu tiên được 20 điểm, đúng thứ nhì được 15 điểm và đúng thứ ba được 10 điểm. Trả lời không đúng, 0 điểm. Vừa rồi thì quý vị và các đội thi cũng đã được theo dõi thể lệ của phần thi Tăng Tốc Số. Ở trong phần thi này thì các đội chơi sẽ có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ gồm có 4 phương án, trong đó chỉ có 1 đáp án chính xác. Các đội chơi sẽ sử dụng chuột để nhấn vào đáp án mà đội cho là đúng. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 20 giây. Và ở trong 20 giây này thì các đội chơi có quyền thay đổi đáp án của mình. Trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành được 20 điểm. Các đội trả lời đúng và nhanh tiếp theo lần lượt sẽ giành được 15 điểm và 10 điểm. Và cũng xin lưu ý các đội chơi, sau khi người dẫn chương trình đưa ra tín hiệu bắt đầu thì các đội chơi mới bắt đầu lựa chọn đáp án, vì nếu như mà nhấn trước tín hiệu thì câu trả lời không được ghi nhận. Bây giờ thì xin mời các đội chơi sẽ cùng nhìn lên màn hình để xem những sự lựa chọn ở trong phần thi này. Tương ứng với dòng chữ cải cách hành chính và chuyển đổi số là 8 câu hỏi để các đội thi lựa chọn. Và đội đầu tiên sẽ lựa chọn câu hỏi trong phần thi này là đội Duy Xuyên. Xin mời đội Duy Xuyên. Đội Duy Xuyên chọn câu hỏi số 7. Đội Duy Xuyên lựa chọn câu hỏi số 7.
Xin mời các đội thi cùng lắng nghe nội dung câu hỏi này. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những quan điểm phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là A. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển kinh tế số và xã hội số. B. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển hạ tầng số. C. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển chính quyền số. D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian suy nghĩ và trả lời cho các đội đã kết thúc. Với câu hỏi vừa rồi thì đội Thăng Bình đã lựa chọn phương án D. Trong khi đó thì đội Duy Xuyên và đội Hội An cùng lựa chọn phương án A. Đội Duy Xuyên đưa ra đáp án nhanh hơn ở 0 giây 093, còn đội Hội An thì đưa ra đáp án ở 6 giây 176. Và theo quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những quan điểm phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 là giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển kinh tế số và xã hội số. Đó là phương án A. Chúng tôi xin chúc mừng đội Duy Xuyên có thêm 20 điểm và đội Hội An có thêm 15 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời đội Thăng Bình sẽ lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Thăng Bình chọn gói 5, câu số 5. Đội Thăng Bình đã lựa chọn câu hỏi số 5. Và nội dung của câu hỏi này như sau. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển kinh tế số là gì? A. Kinh tế số chiếm trên 10% GRDP. B. Kinh tế số chiếm trên 12% GRDP. C. Kinh tế số chiếm trên 15% GRDP. D. Kinh tế số chiếm trên 20% GRDP. Thời gian bắt đầu. Ở trong câu hỏi vừa rồi thì cả 3 đội thi cùng lựa chọn phương án C. Đội đưa ra đáp án nhanh nhất là đội Duy Xuyên ở 0 giây 046, tiếp theo là đội Thăng Bình ở 0 giây 109 và đội Hội An đưa ra đáp án nhanh thứ 3 ở 1 giây 078. Và theo nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển kinh tế số là kinh tế số chiếm trên 15% GRDP, phương án C. Chúc mừng 3 đội đã có thêm điểm trong câu hỏi vừa rồi. Đội Duy Xuyên có thêm 20 điểm, đội Thăng Bình thêm 15 điểm và đội Hội An thêm 10 điểm. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội Hội An lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Đội Hội An xin chọn câu hỏi số 8 ạ. Đội Hội An lựa chọn câu hỏi số 8. Câu hỏi này có nội dung như sau. Quyết định số 2370 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung nào sau đây đúng với nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực cải cách chế độ công vụ? A. Thực hiện thi tuyển bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo. B. Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở phòng và tương đương. C. Thực hiện thi tuyển chức danh, vị trí việc làm để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở phòng. D. Đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian suy nghĩ và trả lời cho các đội đã kết thúc. Đối với câu hỏi này thì đội Thăng Bình đã lựa chọn phương án C. Trong khi đó thì đội Duy Xuyên và đội Hội An cùng lựa chọn phương án D và đội Duy Xuyên đưa ra đáp án nhanh hơn ở 0 giây 015. Còn Hội An thì đưa đáp án ở 0 giây 593. Và theo quyết định số 2370 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung đúng với nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ. Đó là thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở phòng và tương đương.
Đó là phương án B. Và rất tiếc là chưa có đội nào lựa chọn đúng phương án trong câu hỏi vừa rồi. Và chưa có đội nào giành được điểm cả. Thưa quý vị, như vậy là lượt lựa chọn đầu tiên trong phần thi cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lượt lựa chọn thứ hai, với quyền lựa chọn thuộc về đội Duy Xuyên. Đội Duy Xuyên chọn câu hỏi số 2. Đội Duy Xuyên lựa chọn câu hỏi số 2. Xin mời các đội thi cùng lắng nghe nội dung câu hỏi này. Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là A. Kinh tế số chiếm 30% GDP. B. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 15%. C. Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin. D. Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian đã kết thúc. Ở trong câu hỏi này thì cả 3 đội cùng lựa chọn phương án A. Trong đó đội đưa ra đáp án nhanh nhất là đội Duy Xuyên ở 0 giây 085, tiếp theo là đội Hội An ở 0 giây 312, và đội Thăng Bình đưa ra đáp án ở 16 giây 965. Và mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đó là kinh tế số chiếm 30% GDP. Xin chúc mừng cả 3 đội và chúc mừng đội Duy Xuyên có thêm 20 điểm. Chúc mừng đội Hội An 15 điểm và đội Thăng Bình có thêm 10 điểm. Và chúng tôi xin mời đội Thăng Bình lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Đội Thăng Bình chọn gói câu số 3. Đội Thăng Bình lựa chọn câu hỏi số 3. Và sau đây là nội dung của câu hỏi này. Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác trên môi trường mạng? A. Không chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ. B. Cảnh báo cho người đó nếu bạn thấy họ cung cấp thông tin cá nhân của mình trên các website, ứng dụng không đáng tin cậy. C. Khuyến khích người đó sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ mật khẩu với người khác. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Ở trong câu hỏi này thì một lần nữa, cả 3 đội chơi đã cùng lựa chọn một phương án, đó là phương án D, tất cả đều đúng. Đội đưa ra đáp án nhanh nhất tiếp tục là đội Duy Xuyên ở 0 giây 078. Tiếp theo đó là đội Thăng Bình ở 0 giây 093. Còn Hội An thì đưa ra đáp án ở 0 giây 828. Và lần này chúng tôi cũng xin chúc mừng các đội chơi đã lựa chọn được phương án đúng. Chúc mừng đội Duy Xuyên có thêm 20 điểm, đội Thăng Bình có thêm 15 điểm và đội Hội An có thêm 10 điểm. Thưa quý vị, phần thi tăng tốc số cũng đã đi đến câu hỏi cuối cùng. Và lúc này thì điểm số của các đội thi cũng cách nhau không quá xa. Và có thể câu hỏi cuối cùng này sẽ là câu hỏi quyết định đội thi nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời lượt lựa chọn của đội Hội An. Đội Hội An xin chọn câu hỏi số 1. Đội Hội An lựa chọn câu hỏi số 1. Nội dung của câu hỏi này như sau. Kế hoạch số 6124 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung nào sau đây đúng với mục tiêu cơ bản đến năm 2025 về phát triển xã hội số? A. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. B. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh. C. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. you
và thời gian dành cho các đội suy nghĩ và trả lời đã kết thúc. Đối với câu hỏi này thì đội Duy Xuyên đã lựa chọn phương án C, trong khi đó thì đội Thăng Bình và đội Hội An cùng lựa chọn phương án D. Và đội Thăng Bình đưa ra đáp án nhanh hơn ở 0 giây 093, còn đội Hội An thì đưa ra đáp án ở 10 giây 764. Và theo kế hoạch số 6124 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung đúng với mục tiêu cơ bản đến năm 2025 về phát triển xã hội số là 3 nội dung ở trong các đáp án A, B, C. Phương án chính xác là phương án D. Chúng tôi xin được chúc mừng đội Thăng Bình có 20 điểm và đội Hội An có thêm 15 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc thi ngày hôm nay thì các đội thi cũng rất là cân tài, cân sức. Và minh chứng lúc này là đang có 2 đội, đó là đội Hội An và đội Duy Xuyên, cùng có 162 điểm. Và tuy nhiên, theo thể lệ của chương trình thì chỉ có một đội sẽ đạt giải nhì và một đội sẽ đạt giải ba. Do đó, chúng ta sẽ bước vào phần thi câu hỏi phụ và sẽ sử dụng 2 câu hỏi còn lại ở trong phần thi này, đó là câu hỏi số 4 và câu hỏi số 6. Ở trường hợp câu hỏi đầu tiên đưa ra, nếu như đội nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ là đội giành được giải nhì, còn đội còn lại sẽ giành được giải ba. Trong trường hợp hai đội đều trả lời sai thì chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Trong trường hợp cả hai câu trả lời đều sai thì hai đội sẽ tiến hành bốc thăm để lựa chọn ra đội giải nhì và đội giải ba. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa ra câu hỏi đầu tiên cho đội Hội An và đội Duy Xuyên, đó là câu hỏi số 4. Nội dung của câu hỏi này như sau. Nghị định số 42 của Chính phủ, tên miền truy cập cổng thông tin điện tử đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện sử dụng tên miền cấp 4 có dạng A. Tên quận huyện.gov.vn B. Tên quận huyện.tên tỉnh thành.vn C. Tên quận huyện.vn D. Tên quận huyện.tên tỉnh thành.gov.vn Thời gian bắt đầu. Và như vậy là thời gian đã kết thúc. Trong câu hỏi này thì cả hai đội chơi đã cùng lựa chọn phương án D, tức là tên quận huyện chấm tên tỉnh thành chấm gov.vn, và đó là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Tuy nhiên, đội đưa ra đáp án nhanh hơn và đã đạt được giải nhì trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc mừng đội Duy Xuyên. Và đội Hội An thì đưa đáp án chỉ chậm hơn một chút xíu thôi. Tuy nhiên rất tiếc là các đội, các bạn cũng đã giành được vị trí thứ 3 trong cuộc thi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành phần trao giải dành cho các đội thi với những nỗ lực cống hiến của các đội thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời ra giữa sân khấu các thành viên của đội thi đến từ thành phố Hội An để nhận những phần thưởng từ ban tổ chức của chương trình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Nhật Đức, Phó trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, thành viên ban giám khảo sẽ trao giải ba cho đội thành phố Hội An. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Nhật Đức và xin chúc mừng đội thi của thành phố Hội An. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời ra giữa sân khấu đội thi của huyện Duy Xuyên đã giành được giải nhì trong cuộc thi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức sẽ trao giải nhì cho đội Duy Xuyên. Cảm ơn ông Nguyễn Kim Sơn và chúc mừng đội Duy Xuyên. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời ra giữa sân khấu đội thi đã giành chiến thắng trong cuộc thi hôm nay, đội thi huyện Thăng Bình.
Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Thị Ngọc Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng ban giám khảo sẽ trao giải nhất cho đội huyện Thăng Bình. Cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Nguyên và một lần nữa xin chúc mừng huyện Thăng Bình đã lọt tiếp theo vào vòng bán kết của cuộc thi năm nay. Thưa quý vị, như vậy là cuộc thi vòng loại cuối cùng đã khép lại và chúng ta đã xác định được 6 cái tên lọt vào vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã đến quan tâm, ủng hộ và theo dõi chương trình. Cảm ơn sự nỗ lực của các đội thi trong suốt chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong vòng thi bán kết.